của hầm 18 Hoàng Diệu. Và bên cạnh đó thì đoàn chúng ta cũng sẽ đi qua những không gian trưng bày của khu di sản, nơi lưu giữ những báu vật của hoàng cung đã được tìm thấy trong quá trình khai quật dưới lớp của khu di sản này. Vâng, kính thưa tất cả các quý vị anh chị, nơi mà đoàn chúng ta đang đứng tại đây là di tích thứ hai của hoàng